Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review thêm cho các bạn một cái combo khá là mới nhưng mà vẫn là Tiny 8X. Nhưng mà ở cái combo này là mình đã update cho lên hẳn luôn là thứ nhất là cái RX này rồi nha các bạn. RX này rồi thì hiện tại là thông số nhà sản xuất nó test là trên 300m. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là mình đã up luôn cái VTXR cho nó. Thì VTXR này bay khá xa. VTX này nó có thêm tính năng là mình có thể mình chỉnh kênh qua TX, nhưng mà do mình không sử dụng tính năng đó nha. Tại vì trên con này thì mình đi cơ cấu hình đơn giản thôi, đi dây đơn giản thôi để cho nó đỡ rườm rà và rắc rối dành cho những người mới chơi. Hiện tại ở cái con này là mình đã up lên cái FC là Warp Pro. Thì FC này nó rất là hay ở cái chỗ là các bạn có thể update firmware chẳng hạn, rất là nhanh gọn lẹ. Nhất cái thứ hai là nó tích hợp cái LED. Và cái thứ ba là nó tích hợp OSD. Thì trong cái bộ này thì mình không nói nhiều về cái mặt này, mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ cắm pin vô để cho các bạn coi là cái LED nó như thế nào nha các bạn. Giờ mình xíu mình sẽ tắt điện đi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm pin cho các bạn coi. Đó. Trong cái FC này thì các bạn sẽ thấy là LED nó sẽ là 4 góc, hai cái xanh, hai cái trắng phía trước. Đến khi mà tối các bạn bay á là nó rất là đẹp luôn, ánh sáng rất là ok. Và phía trên đây là đèn của FC nha, đây đèn đỏ FC nè. Còn đây là cái đèn của RX. Thì riêng cái dòng RX Blind Sky Pro này á thì nó hơi khác so với những dòng khác, là khi mà các bạn cắm pin vô á thì cái đèn của RX này lúc nào cũng nháy gì nè, nên năm ra tối bay nhìn khá là đẹp luôn. Rồi VTX thì các bạn sẽ có cái nút điều chỉnh ở đây, và nó đèn đỏ và đèn xanh tương ứng với lại là đèn channel với lại đèn số kênh nha các bạn. Và con này thì khá là gọn, các bạn có thể đi pin 450 hoặc là pin 520 tùy nha các bạn. Đó, giờ là ok. Và tay này thì mình vẫn thiết kế đi chung với lại Blind Sky E6, bởi vì đây là một trong những combo mà rất là ngon mà rẻ nữa. Và tay này thì hiện tại là nó đã up lên được 10 channel rồi, nên đâm ra cái tay này các bạn có thể chơi dòng lớn hoặc là máy bay cánh bằng. Và cái điều kiện này là mặc định của nó là 6 kênh, nhưng mà mình phiên bản của mình là nó lên 10 kênh rồi. Đây mình cho các bạn coi. Channel này, Channel. Đó, mình đã lên 10 kênh rồi nên các bạn có thể chơi 10 kênh thoải mái luôn nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn nào muốn lắp ráp hay là muốn liên lạc để mua hoặc là phụ kiện, các bạn cứ liên lạc với bên mình nha, kênh phụ kiện. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.